Xin kính chào quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Đây là chương trình Pháp luật và Cộng đồng thực hiện hàng tuần trên làn sóng KVLA 57.8 nhân ngày một tuần lễ tháng Tư Đen, khi mà mọi người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới hướng về một cái biến cố rất là đổi đời, rất là trọng đại của tất cả mọi người chúng ta ở đây. Trong cái tinh thần đó, tôi cũng không có tâm trí nào có thể làm chương trình pháp luật bình thường được, và tôi muốn chuyển đề tài ngày hôm nay nói về những cái ảnh hưởng của biến cố 30 tháng 4 và tập trung vô những cái chương trình định hướng kế hoạch vận động trong tương lai. Tham dự trong ngày hôm nay chúng tôi không có nghĩ có người nào xứng đáng hơn để được tiếp xúc với mục sư Nguyễn Công Chính và luật sư Trịnh Hội. Chắc quý vị cũng biết luật sư Trịnh Hội là một khuôn mặt rất là thân thuộc trong cộng đồng Việt Nam trong suốt hàng nhiều chục năm qua, đặc biệt liên quan tới vấn đề thiện nhân tị nạn và vận động chính trị cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới chứ không riêng chỉ Hoa Kỳ. Và bên cạnh tôi là mục sư Nguyễn Công Chính, là một tu sĩ Tin Lành ở Việt Nam, lâu năm của Việt Nam, nhưng mục sư cũng là người bị nhà là người tù lương tâm cũng rất là lâu năm tại Việt Nam vì những hoạt động tôn giáo và đòi hỏi cho nhân quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và mục sư là người đặc biệt được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vận động để can thiệp để thoát khỏi nhà tù, trực tiếp từ nhà tù ở Việt Nam mà đến thẳng cho Hoa Kỳ cùng với gia đình chỉ mới vài tháng vừa qua thôi. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với luật sư Trịnh Hội cũng như mục sư Nguyễn Công Chính. Thưa quý vị, để đi vào thẳng cho vấn đề, ok, chúng ta đang ở tuần lễ tuần lễ tháng Tư Đen để mà tưởng niệm lại những cái biến cố vào tháng 30 tháng 4 năm 1975. Thì câu đầu tiên tôi muốn hỏi rằng mọi người, bắt đầu với mục sư Nguyễn Công Chính, cho biết là tháng 4 năm 75 mục sư ở đâu và biến cố ở đó như thế nào, mục sư đang làm gì ở thời gian đó? Dạ, thưa luật sư Nguyễn Quốc Lân và quý vị đồng hương tị nạn cộng sản ở hải ngoại, trước hết tôi xin lỗi là tôi nói cái giọng nó bị khàn, tại vì đi qua đi lại nhiều, cái công việc thời tiết thay đổi. Thưa quý vị, cái ngày hôm nay là đúng là ngày 30 tháng 4 năm 1975, cách đây là 43 năm. Và tôi nghĩ rằng cái ngày 30 tháng 4 thì tôi, mẹ tôi và các em tôi đang chạy giặc. Tức là nghe nói Việt Cộng đến, thì chúng tôi đang ăn cơm. Thì em tôi bỏ chén chạy, rồi mẹ tôi gánh hai đứa con nhỏ kế tôi và tôi chỉ là bưng luôn cái tô cơm chạy thôi. Chạy ra ngoài đường cái mà mọi người đều chạy. Thì một phần thì súng nổ, rồi bom đạn, rồi có những người ngã trước, chết ở trước mặt. Và mẹ tôi như vừa chạy vừa khóc và chúng tôi hoang mang. Tại vì trong cái năm, tức là ngày 30 tháng 4 năm 75 thì cha tôi không có mặt ở nhà vì ổng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Ông đi hành quân không có ở nhà. Thì tôi nghĩ rằng cái ngày 30 tháng 4 đó là cái biến cố lịch sử mà dân tộc Việt Nam nó thay đổi vận mệnh của đất nước. Tức là một cái đất nước giàu có, thịnh vượng, dân chủ, tự do và trở thành là một cái đất nước làm nô lệ dưới một cái chế độ độc tài vô luân, tôi gọi là vô luân lý đó. Đó, và suốt 43 năm qua dân tộc Việt Nam đã chịu rất nhiều là đau thương mất mát từ vật chất cho đến tinh thần. Dạ vâng. Thưa mục sư, lúc đó mục sư bao nhiêu tuổi, ở khu thành phố nào, tỉnh nào và gia đình có bao nhiêu người nếu mà chạy loạt? Cái lúc bây giờ đó, nó đúng ra tôi khoảng độ 13 tuổi. Dạ, tôi đã biết, tại vì tôi nhớ từ 3 tuổi là cha tôi đi lính về rồi để súng chỗ nào, tôi hay đi ăn cắp lựu đạn của ông, đi giấu thôi. Tôi hay bị la. Và cái lúc 30 tháng 4 như vậy thì gia đình tôi, thì mẹ con tôi đang ở Huế, ở huyện Phú Lộc. Đó, cha tôi đó thì đi lính ở sư đoàn 2, đóng quân ở Chu Lai, bây giờ nó gọi là Quảng Nam đó, ở núi Thành Quảng Nam. Đó, thì khi mà chiến tranh xảy đến, nghe nói là nghe hồi đó gọi là pháo kích đó, nổ, là nghe hàng xóm nói là Việt Cộng đến rồi, thì mọi người là bắt đầu chạy hết
chạy là bắt đầu chạy qua cái đèo Phú Gia, bắt đầu chạy qua đèo Hải Vân để chạy vào Đà Nẵng. Đó, chạy vào thì đường ngạt hết xe. Đi đường đó, bộ. Đường cái ngạt mà người chết có rồi, nó hỗn độn lắm. Lên đèo đó bị kẹt xe rồi, đi lạc rồi, người thì mất con, người thì mất cha rồi. Nói chung là tiếng khóc, thấy nó cái cảnh nó hoang mang lắm. Và khi chạy vô Đà Nẵng, vô cái kho gạo an toàn, thì mẹ tôi là đàn bà mà đi vác gạo. Bà vác gạo và xây thành. Tôi có làm bài thơ đó, rất tiếc hôm nay tôi không đem đến, mà sẽ gửi luật sư lần sau về tôi tả về cái cảnh mẹ tôi là chạy giặt rồi đi vác gạo để xây thành cái thành để... Xây lô cốt. Lô cốt, đúng rồi. Con ngồi ở trong đó và dặn là không được đi ra khỏi. Mà tôi thì bây giờ là cái tuổi 13, 14 thì tôi lại chạy theo mẹ tôi. Bà đi vác gạo thì tôi đi chạy, tôi lại vác cái máy đánh chữ. Về thích đánh. Đó thì... bom nó nổ chết rất là nhiều người, cho nên cái cảnh chiến tranh tôi nói nó tan tóc, nhìn người chết. Và sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi, thì lúc bây giờ tôi thấy, nghe nói Việt Cộng thì tôi thấy Việt Cộng là đội nón cối xanh mà thấy ghê lắm. Và mình không hình dung được họ là ai. Thì mẹ con tôi bắt đầu đi tìm cha tôi, thì xuống cảng Đà Nẵng thì xác chết những người lính Việt Nam hòa chết nhiều lắm, mình không tính hết. À, người ta bọc trong ni lông, người thì đứt đầu, người thì đứt chân, người thì đổ ruột vạch và nó cái mùi đó. À, cho nên là đi đến đâu cứ lật ra xem có phải cha tôi hay không. Và tìm cuối cùng như vậy là không có thấy. Thì mẹ con tôi nghĩ là cha tôi đã chết rồi, không còn nữa. Thì mẹ con bây giờ bắt đầu mới về Huế là về quê ngoại. Thì làm ăn thì một thời gian đó, thì khoảng độ đâu là 2 tháng sau thì cha tôi mới quay về. Thì cha tôi mới kể là đã hành quân rồi như vậy, bị bắt rồi như vậy thì ông về. Ông về Huế. Okay, dạ, một sư dạ, mình sẽ đi về chi tiết dạ, đó. Dạ. Rồi trở lại với luật sư Trịnh Hội. Dạ. Không biết luật sư bao nhiêu tuổi lúc đó mà chắc có thể chưa biết chơi lựu đạn ở lúc đó rồi. No. Và hoàn toàn không giống như của một sư hồi lúc nào. Vâng, xin chào quý vị. Cũng khá lâu rồi thì Trịnh Hội mới có dịp ngồi chung với lại luật sư Nguyễn Quốc Lân nói chuyện. Thì nói về 30 tháng 4 thì... thú thật là lúc đó Trịnh Hội chỉ mới 5 tuổi, Trịnh Hội sinh năm 70, thành thử là ngày lúc đó là không có một cái trí nhớ, ghi nhớ gì về cái ngày đó, bởi vì lúc còn nhỏ quá, không cái những cái kỷ niệm mà mình hồi nhỏ mà những kỷ niệm đầu tiên lúc nhỏ là đi thăm trại cải tạo thăm ba, lúc đó là cũng phải là 6 tuổi, 7 tuổi lúc mà ba đi học tập cải tạo, chứ còn trước năm 75 là không có một cái bất kỳ một cái memories nào cả, không nhớ gì, không biết gì cả. Nhưng mà sau biến cố 75, sau biến cố 75 thì mới nhớ. Sau 75 rồi đi thăm cải tạo rồi right. Đi học rồi right. Thấy cách mạng bộ right. Đội. Mm. Luật sư nói sơ sơ vào hoàn cảnh gia đình như thế nào vì vâng. Vì là biến vâng. Cố năm 75. Thưa quý vị, là gia đình Trịnh Hội thì ở Sài Gòn, ở ngay ngã năm Bình Hòa, là lúc đó là ở ngay gần chợ Bà Chiểu. Thì những cái kỷ niệm đầu tiên Trịnh Hội nhớ là được đi xa, là đi thăm tù cải tạo. Thì ba Trịnh Hội là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa thì bị đi tù 3 năm. Sau đó thì được thả ra, nhưng mà sau khi được thả ra vào năm 77 thì gia đình lại bị đuổi, không cho được ở Sài Gòn mà phải đi kinh tế mới. Thì cuối cùng gia đình quyết định đi lên Phú Quốc, ra đảo Phú Quốc. Ở ngoài đó thì ba Trịnh Hội cũng là người mà đã đi vượt biên từ Phú Quốc. Em trai Út thì chết ở Phú Quốc. Rồi cho đến năm 82, khi mà ba đi thành công rồi, thì lúc đó gia đình mới được trở lại Sài Gòn. Và 3 năm sau thì được đi định cư ở Út. Ok, như vậy luật sư Trịnh Hội là không phải là thuyền nhân mà là... là phi nhân. Phi nhân. Đi bằng máy bay. Airplane people. Đi thật sự đúng là có số. Khi mà ra Phú Quốc thì gia đình đi có cả chục lần rồi, mà không lần nào lọt cả. Có đi vô tù thì có, Trịnh Hội còn nhớ là lúc đó chừng 9 tuổi là đã vô tù rồi, vô tù ở 1 tháng đi ra. Còn ba Trịnh Hội thì rất là may mắn, đi cái chuyến cuối cùng lọt, nhưng mà chỉ có ba lọt thôi, cõi gia đình ở kẹt lại hết. Rồi sau đó thì ba bỏ lãnh qua bên Úc. Thưa luật sư Hội, nếu nhìn địa dư của Việt Nam đó, Phú Quốc là nơi gần nhất của thế giới tự do, tức là gần Thái Lan nhất phải không? Nó gần Thái Lan, đúng rồi. Nếu mà mình nhìn từ khía cạnh mà... Nếu mà nhìn bản đồ thì đó là gần nhất, nhưng mà... Nhưng mà đi cũng phải... thật sự là ba Trịnh Hội là mém chết á. Đi cũng 10 ngày lên đên trên biển. Và rất là may mắn là được một cái tàu đánh cá của Thái Lan vớt.
Và vì vậy lý do đó là tại sao hiện giờ Trịnh Hội vẫn ở đang Thái Lan. Vượt biên này cũng không thể nào chừng được, không thể nào nó tính ngày giờ địa điểm để mà tính. Không, có những người ta rất may mắn, người ta chỉ đi 2 ngày là xong. Hay đi 3 tiếng đồng hồ được tổ quốc cũng có. Thưa quý vị, là Trịnh Hội đã làm việc tị nạn trên 20 năm rồi, thử là ra nghe rất là nhiều câu chuyện. Có những người người ta đi mấy tháng mới đến, và có những người đi chừng đêm mà tới. Thành thử là đúng là cái chuyện đi là nó cũng có phần có phước. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Hội. Và trở lại mùa xuân 2009, biến cố 30 tháng 4 năm 75 sẽ nó ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của gia đình, của cuộc sống của tất cả mọi người trong gia đình cũng như là cuộc đời của mùa xuân? Dạ, tôi nghĩ rằng là trước 75 và sau 75 nó thay đổi hoàn toàn. Tại vì trong khi gia đình chúng tôi đầy đủ mọi thứ, cha tôi, mẹ tôi, thì sau 75 thì gia đình chúng tôi như vậy sẽ đẩy đến gọi là nó gọi là nó rơi vào cái hoàn cảnh phải nói rằng là mình không diễn tả được. Cha tôi thì cũng bị đi, nó gọi là đi cải tạo đó, rồi mẹ tôi đó phải đi buôn bán, phải nuôi một đàn con. Tôi nhìn cái cảnh vợ tôi bây giờ, tôi đi ở tù, vợ tôi phải nuôi con, và bên cạnh đó là cái nhà nước của Hà Nội bây giờ đó, cái vấn đề kiềm kiệp và phân biệt đối xử rất là nặng. Và tôi đi học như vậy là bị ở trong trường thường nói là con ngụy quân ngụy quyền, và không được chăm sóc, không được quan tâm, và mình cảm thấy như mình bị lạc loại, và tôi cũng phải cố gắng học đó để mà trưởng thành. Cha tôi thì bị ở trong đó bị cũng bị đánh, cha tôi bị đánh đập, và gia đình chúng tôi bị cướp hết tài sản, nhà cửa hết, và đẩy đi kinh tế mới lên một cái vùng gọi là Trung Bình, trên núi Chúa, và bị sốt rét. Tôi nhớ tôi bị sốt rét và cõng cái ba lô mền để đi ra trạm xá đi không có nổi. Mẹ tôi phải nói cố gắng lên con để mà đi đến trạm xá. Gia đình tôi lúc bây giờ rất là khổ, tại vì lúc bây giờ cái chính quyền mới bây giờ đó là họ cái gì họ cứ ngấm vô là cái con em ngụy quân ngụy quyền đó, cho nên là tất cả những chế độ không được hưởng cái gì cả. Thưa luật sư Trịnh Hội, lúc đó đi học luật sư có bị ảnh hưởng với cái nhãn hiệu con người an người quyền hay không, và lớn lên ở Việt Nam bây giờ nhìn làm luật sư, biết về cái tiêu chuẩn tị nạn, biết về thanh lọc, biết về từ chối, luật sư nghĩ rằng nếu mà trường hợp của luật sư thì có xin tị nạn chính trị được hay không, có được đậu thanh lọc được hay không, hay là có được bác hay được nhận hay không? Và nếu nói về chương trình thanh lọc thì có lẽ là Lân cũng biết nó cũng phải tùy cái người đó, phải không? Có rất là nhiều người thường nhân Việt Nam đã bị rớt thanh lọc, mặc dù chính người đó là sĩ quan, chính người đó là trung tá, đại úy, nhưng mà rớt là vẫn rớt, bởi vì cái chương trình thanh lọc nó rất là bất công. Nếu mà hỏi Trịnh Hội thì Trịnh Hội phải trả lời thật đó, là nó cũng tùy. Nếu mà gặp một người tốt, trả lời chính xác thì biết gì về tiêu chuẩn quốc tế đi, tiêu chuẩn quốc tế luật sư nghĩ nói với vắn tắt cho 30 giây có thể đậu tiêu chuẩn tị nạn được hay không? Nếu Trịnh Hội là người biết luật như Trịnh Hội biết hiện giờ thì Trịnh sẽ dĩ nhiên sẽ đậu chứ. Bởi vì gia đình sau năm 75 thì cũng như gia đình của mục sư chính là đã bị tịch thu nhà cửa và đã bị không được ở một cái nơi mà mình sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, mà tự nhiên bị đuổi đi một cái nơi khác. Em mình chết ở đó. Nhưng mà cũng phải nói thật là Trịnh Hội nghĩ cái may mắn cũng có thể là cái không may mắn, đó là khi mà mình còn nhỏ đó thì mình không có nghĩ về cái chuyện là tại sao có những sự đổi đời nó lớn như vậy. Bây giờ sau bao nhiêu năm rồi mình nhìn lại thì mình mới thấy nó có sự thay đổi, phải không? Được rồi, cảm ơn luật sư Trịnh Hội. Chính thưa quý vị, chúng tôi chỉ mới mở đầu chương trình hội luật hội thảo về ảnh hưởng của cuộc đổi đời tháng Tư Đen năm 1975. Chúng tôi vừa qua phần giới thiệu phần đầu, chúng tôi chỉ ngưng chương trình trong giây lát để chạy một số thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại nói chuyện thêm với luật sư Trịnh Hội cũng như luật sư 2009 về cái nhận định sau 43 năm đất nước rơi vào tay cộng sản, cũng như là những cái quyết định, những cái hướng phương hướng hoạt động vận động sắp tới. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông tin thương mại.